Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Dành cho những bạn chưa biết mình là ai thì mình tên là Elena. Mình hay chia sẻ về những cái quá trình làm K1 visa, visa đi Mỹ theo diện hôn phu và hôn thê, và mình cũng hay chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Nếu như bạn lần đầu tiên xem video của mình thì đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh nhé. Trong cái video lần này thì mình muốn chia sẻ về cái cuộc phỏng vấn gần đây nhất mà mình mới trải qua, đó là phỏng vấn thẻ xanh. Ok, đầu tiên mình sẽ chia sẻ sơ về cái diện của mình trước ha. Mình qua vào ngày 2 tháng 5 2019 và mình kết hôn là 13 tháng 5 2019, và sau đó là mình và anh xã mình hai đứa nộp hồ sơ để xin làm thẻ xanh á là vào tháng 6, ngày 17 tới tháng 6 2019. Và do dịch bùng phát Covid ở bên này nên là những giấy tờ tất cả mọi người mọi nơi đều bị trì trệ, và đâm ra là mình đợi đến gần 2 năm trời mình mới nhận được cái email gọi là đi phỏng vấn thẻ xanh. Vì thông thường á, nghe nói là cỡ 6-7 tháng là mọi người có thể nhận được email để đi phỏng vấn thẻ xanh rồi, đó là dành cho thẻ xanh 2 năm. Vì mình qua theo diện K1 á, cho nên là mình phải đi từ thẻ xanh 2 năm lên thẻ xanh 10 năm rồi mới đến quốc tịch. Và cái ngày phỏng vấn thẻ xanh của mình ở bên này là ngày 17 tới tháng 5 năm 2021. Mình ở bang Washington nhưng mà mình lại phải đi phỏng vấn ở bang tiểu bang khác. Cái tiểu bang kế bên nó gọi là tiểu bang Oregon. Vì do là ở bên này giống như là hồ sơ họ bị nhiều quá rồi á, và họ muốn đẩy nhanh cái quá trình đi thì họ phân chia bớt ra nhiều chỗ để cho những cái hồ sơ nó được đi nhanh hơn. Đến cái khâu chuẩn bị giấy tờ đi phỏng vấn ha, thì tụi mình chuẩn bị những giấy tờ theo yêu cầu, như là những cái giấy tờ mà chứng minh được cái case của tụi mình là thật, như là giấy tờ nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm, những cái nào mà có tên chung của hai vợ chồng đứng tên á. Tụi mình cũng đem theo hình ảnh nè, tụi mình rửa cỡ 90 tấm. Tụi mình cũng có in ra những cái này. Nếu như mà mọi người có xem cái video mà mình chia sẻ về cái ngày mà mình phỏng vấn ở Việt Nam á, thì mọi người nhớ cái này đúng không? Là mình làm, cái này là mình làm ở Việt Nam nè. Mình lựa hình ảnh rồi mình để vào cái file Word, rồi mình đi in ra. Ở dưới là tụi mình sẽ để những cái chữ, những cái dòng chữ như vậy, là tụi mình đang ở đâu, đi đâu, đang làm gì. Và đây là những cái giấy nè, kiểu như receipt, vé, tụi mình đi đâu, đi chơi, là mình ghép vô hết. Thì anh xã mình là một cái copy của cái này. Những cái copy, những cái bằng chứng mà bạn đem đi á, thì họ sẽ giữ lại nha. Họ sẽ giữ lại, cho nên là tụi mình chỉ lấy một cái bản copy đi thôi. Tụi mình muốn giữ lại cái bản này. Tóm gọn lại là những cái bằng chứng có tên hai vợ chồng đứng tên nè, rồi hình ảnh đi chơi, giấy khai sinh của mình. Khi mà mọi người nhận được cái email để mà đi phỏng vấn á, là họ sẽ liệt kê ra những giấy tờ cần thiết mà bạn cần phải đem. Thì bạn cứ theo đó mà bạn lấy thôi. Và mình chia sẻ cái mà mình, những gì mà mình lấy thêm cho mọi người biết là mình chuẩn bị thêm những gì ha. Không quên đó chính là mình đem theo cái túi này. Cái túi huyền thoại. Mọi người nhớ là khi mà mình phỏng vấn là mình phải đi vào là họ sẽ cho mình đi qua cái một cái máy giống như là đi vào sân bay vậy đó. Cho nên là cứ đem theo cái này đi cho nó lẹ. Mình vô một cái một luôn, không có cần phải cởi dép, cởi giày gì hết trơn á. Ok, mình sẽ nói về cái buổi phỏng vấn nha. Thì cái ngày hôm đó là tụi mình phải chạy xuống Oregon, là cách cái bang tiểu bang của mình cỡ 2 tiếng. Tụi mình phỏng vấn hình như là vào lúc 2 giờ trưa hay là 1 giờ trưa gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Thì tụi mình đi cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ sáng là tụi mình bắt đầu đi. Đi đến đó tụi mình ăn trước, ăn xong rồi chạy lên cái office đó, cái văn phòng đó. Cũng may là lên tới trên đó là tụi mình tìm được cái bãi đỗ xe gần đó luôn. Vừa vào là sẽ có bảo vệ chỉ dẫn là bạn đứng đợi. Rồi tới khi mà đi vào trong á, là bạn sẽ đi ngang qua một cái máy giống như là một cái máy kiểm tra an ninh như là tụi mình đi ở ngoài sân bay á. Thì cũng hên là do là mình xách cái túi như vậy thôi, rồi mặc đồ như là hai đứa mặc áo sơ mi trắng rồi quần đen cho nó lịch sự á. Thì không biết sao là cái gia đình đi trước mình, họ phải cởi giày, cởi áo khoác, cởi này kia, rồi đủ thứ để lên trên đó để đi qua. Nhưng mà đến phiên tụi mình thì cái anh đó chỉ nhìn vào cái giấy hẹn á, thì ảnh kêu là khỏi cởi giày, cởi dép gì hết, để đồ đạc lên trên này rồi đi vô là được rồi. Thì cái gia đình đó cũng nhìn đó, ủa tại sao kỳ quá vậy, kiểu như là tại sao đối xử hai bên khác nhau thì mình cũng không biết. Thì người ta nói sao thì mình đi vô thôi. Vừa vô đợi một tí cỡ 10 phút là cái cô đó đã ra kêu tụi mình vào phỏng vấn rồi. Thì vừa vào là bạn sẽ phải tuyên thệ là những điều mà bạn nói ngày hôm nay nó là sự thật. Thực sự cái buổi phỏng vấn nó rất là nhanh nha. Và tới khi ngồi xuống, cái buổi phỏng vấn đó hỏi mình là chủ yếu, hỏi mình nhiều hơn là chồng của mình. Trước tiên là họ sẽ cổ hỏi mình về những cái câu hỏi đã có trong cái form mà mình nộp để xin thẻ xanh á, kiểu như là để tra lại là coi đúng không. Cổ hỏi về những cái
cái ngày tháng, tên tuổi của mình, tên tuổi của chồng mình, rồi địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày đăng ký kết hôn, hỏi về những cái câu hỏi như là bạn có phạm pháp, bạn có trafficking, giống như là sao ta, cái đó là cái gì ta, buôn bán kiểu như phạm pháp, những cái mà illegal á, thì mình trả lời là không 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 không. Và có một câu hỏi cổ hỏi mình là mình đã từng phỏng vấn đi xin visa Mỹ và bị rớt chưa, thì mình có, mình trả lời là có, vào năm 2017 là mình có xin visa để đi Mỹ đi chơi thôi, để đi travel thôi, nhưng mà bị đánh rớt. Cổ cũng hỏi là có biết lý do tại sao bị đánh rớt không, nhớ là vì do là mình không có đủ chứng cứ để ràng buộc là mình sẽ quay lại, cho nên là cái cô mà phỏng vấn mình đánh mình rớt. Thì cổ cũng ok xong những câu hỏi trong cái form rồi á, thì cổ hỏi là ok how do you guys meet, là hai tụi mình làm cách nào để mà quen biết nhau á. Cổ vừa hỏi câu đó thì chồng mình trả lời, ảnh trả lời mà ảnh bị run á, bị hồi hộp, thì trả lời kiểu như cái đầu gắn vô cái đít kiểu như cái này qua cái kia nó bị ấy á. Thì mình ngồi kế bên thì mình cũng bổ sung vô thôi, mọi người đừng có lo nha, cái này giống như là một cái cuộc trò chuyện, khi mà bạn thấy chồng bạn hay là vợ mình á bị hồi hộp, cái câu trả lời nó không có được suôn sẻ hay là bị mất khúc này mất khúc kia, thì mình có thể bổ sung vào. Hai đứa cũng nói qua nói lại nói chung với nhau vậy á, là mình quen nhau như thế nào, đến khi nào tình cảm mới bắt đầu phát triển, rồi tại sao lại đi đến kết hôn. Trả lời xong hết thì cổ sẽ ghi lại, trong lúc mình trả lời á là mình cổ sẽ ghi lại một cái tờ giấy ghi bằng tay, cho nên là vừa nói cũng vừa đợi cổ ghi cho xong. Cổ hỏi đúng một câu đó thôi nha, xong rồi lại hỏi là ok bây giờ có những cái bằng chứng chứng cứ nào muốn cho cổ coi, muốn show ra để chứng minh là cái case tụi mình là case thật. Lúc đó là tụi mình mới bắt đầu lấy những cái chứng cứ mà tụi mình đem theo, như là giấy tờ nhà, xe, tên, có hai đứa tên chung, rồi bảo hiểm chung, ngân hàng chung. Cũng hên trước hôm đó là giống như là hôm nay đi phỏng vấn đi, là ngày hôm qua tụi mình mới đi mua xe, là hai đứa đứng tên chung, là có luôn cái tờ giấy để tụi mình có tên chung như vậy. Sau đó là tụi mình đưa hình, tụi mình rửa hình á, tụi mình có rửa cả 90 tấm hình, và tụi mình tính đưa hết cái đống đó, thì cổ nói là bây giờ hãy lựa ra 10 tấm, đưa cho cổ đúng 10 tấm thôi. Thì hai đứa ngồi đó lựa lựa ra cái những cái dịp nào mà nó thực sự là quan trọng á, tụi mình lấy ra là ở cái dịp đi chơi nè, đi qua tiểu bang Cali chơi chung với gia đình, rồi đi dự tốt nghiệp của cháu của ông xã mình, rồi đi ăn đám cưới của đồng nghiệp của ông xã mình. Nói chung là có nhiều người thì càng tốt. Khi mà cổ nhìn á, cổ sẽ chỉ ở đây là đâu, đây là ai, dịp gì, rồi chỉ ở đây là cái gì. Coi xong thì cổ cũng ok, coi như là cái buổi phỏng vấn nó suôn sẻ lắm. Những cái bằng chứng tụi mình đưa cổ kẹp vào những cái file của tụi mình, đầy luôn, kẹp vào hết, xong xuôi hết thì cổ mới nói là cái case tụi mình là rất là ổn, nhưng mà có một việc là ở trên cổ cổ không tìm được cái bộ khám sức khỏe của mình. Khi mà qua bên Mỹ á, là mình có đem theo một cái bộ khám sức khỏe từ Việt Nam đem qua, cái bộ khám sức khỏe đó là bắt buộc á, mọi người làm visa thì mọi người cũng sẽ biết. Thì cổ nói là tìm lâu lắm rồi mà vẫn không tìm ra, nó bị mất, cho nên là bây giờ kêu tụi mình phải đi khám lại và nộp lại. Cổ đưa ra hai options, là hai lựa chọn, là một là đợi cổ tìm tiếp, thì nếu như mà không có thì cổ sẽ gửi một cái tờ giấy NRA, thì nó là một cái tờ giấy kỳ dạng như là kêu bạn bổ sung thêm, nhưng mà nếu như vậy thì sẽ đợi rất là lâu, tại vì biết bao nhiêu hồ sơ mà phải đợi, tìm tới bây giờ đã 2 năm mà nó không ra thì tìm tới bao giờ. Cái lựa chọn thứ hai là hôm nay là quyết định nói với cổ là ok tụi mình sẽ đi khám lại để không có cần phải đợi cái tờ giấy NRA, là rút ngắn thời gian á, thì cổ sẽ ghi lại là biết là tụi mình đã quyết định đi khám sức khỏe rồi nộp bổ sung liền. Thì hôm đó là tụi mình cũng quyết định là sẽ đi khám sức khỏe lại và nộp luôn, vì đã đợi quá lâu rồi, đã đợi gần 2 năm trời rồi, nên là ok làm cho nó xong. Cổ cũng nói luôn là nếu như khám lại là khoảng chừng 700 đô. Mình cũng oh my god, khám 2 lần mà trả tiền cũng phải trả 2 lần. Sau đó là cổ cũng sẽ hỏi là có những câu hỏi gì cho cổ không, thì tụi mình cũng hỏi rất là nhiều về cái phần bổ sung đó, như là bổ sung thì sẽ bao lâu sẽ nhận được, khi nào cổ sẽ nhận được, rồi có cách nào liên lạc với cổ không. Câu trả lời của là không thể nào liên lạc được với cổ hết, cổ không cho email, cũng không có cho số điện thoại, không có cách nào để liên lạc hết, tại vì họ sợ là mình sẽ mua chuộc họ, cho nên là khi mà tụi mình nộp rồi tụi mình cũng chỉ biết đợi thôi. Thì xong cái buổi phỏng vấn đó, cuối cùng cô cũng nói là cái case của tụi mình là đậu rồi, là ổn hết rồi, nhưng mà phải có cái bộ khám sức khỏe đó thì cổ mới approve và cấp thẻ xanh được. Về nhà thì anh xã mình tìm kiếm những cái chỗ mà đi khám sức khỏe, tìm được một cái chỗ này là cũng là một bác sĩ người Việt, hơn là cái bác sĩ đó chỉ lấy rẻ hơn, quên mình quên là bao nhiêu rồi, nhưng là 180 hay là 200
5 rưỡi gì đó, quên rồi. Nếu như mà mọi người cũng bị một cái trường hợp y như mình á thì hãy comment bên dưới để mà mình chia sẻ cái thông tin của cái bác sĩ đó ha. Tụi mình quyết định là qua ngày hôm sau là sẽ đi khám lại liền, là hôm nay phỏng vấn ngày mai đi khám lại. Mình vào đó nó cũng rất là nhanh, lấy máu lấy nước tiểu vậy thôi á, lấy máu và lấy nước tiểu thôi chứ không có chụp hình phổi này kia gì hết. Xong rồi qua 2 ngày sau là nhận được tin nhắn, họ nói là kết quả ổn và họ sẽ gửi cái kết quả đó trong ngày hôm nay. Cỡ 2-3 ngày sau là mình đã nhận được kết quả rồi, vừa nhận được là tụi mình mau mau gửi đi liền, tưởng là chắc là sẽ nhanh, nhưng mà đợi gần 1 tháng khi mà tụi mình lên check lại cái trạng thái á thì mới thấy được là cái trạng thái nó đổi qua là cái thẻ xanh nó đang được in ra. Tính ra là tụi mình nộp hồ sơ để xin thẻ xanh là ngày 17 tháng 6 2019, và cái bữa mà tụi mình lên check mà cái trạng thái nó thay đổi là tụi mình được cấp thẻ xanh á là ngày 17 tháng 6 2021, là đúng 2 năm, vừa đúng 2 năm luôn. À và cái quan trọng nữa là vì do là tụi mình đã kết hôn 2 năm rồi, tại vì do cái dịch á cho nên là nó trì hoãn cái buổi hẹn phỏng vấn này, nên là tính ra là tụi mình đã kết hôn 2 năm rồi và mình sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm chứ không phải là cấp thẻ xanh 2 năm nữa. Thẻ xanh 2 năm là dành cho những bạn mà kết hôn 6 tháng, còn mà đã qua 2 năm rồi là bạn sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm, thì coi như cũng vừa hên mà vừa xui. Xui là do là cái dịch này mà mình phải đợi đến 2 năm trời mới được phỏng vấn thẻ xanh. À, hên ở đây là cũng do nó mình đợi 2 năm cho nên là bây giờ được cấp thẻ xanh 10 năm luôn, là mình không có cần phải phỏng vấn lại thêm một lần nữa. Cũng rất là mừng, mặc dù nó cũng có hơi trục trặc về cái phần khám sức khỏe nhưng mà dù sao thì bây giờ cũng ổn hết rồi. Mình đã muốn làm cái video này từ lúc mình mới phỏng vấn xong á, nhưng mà mình muốn đợi đến khi nào mình được cấp thẻ xanh rồi, ổn hết rồi mình mới chia sẻ, vì không có biết là mình sẽ bị gì nữa không. Hello mọi người, mình muốn chia sẻ thật là nhanh là mình đã nhận được cái thẻ xanh rồi. Trên thẻ xanh thì nó chỉ có hạn là 2 năm thôi, cho nên là tụi mình đã liên lạc với lại trên lãnh sự và họ muốn mình tụi mình là phải gửi ngược cái thẻ xanh 2 năm về trên đó để họ có thể gửi cái thẻ xanh 10 năm cho mình. Để mà tiến hành cái quá trình đó thì tụi mình phải đi in dấu tay và chụp hình lại, kiểu như là làm lại từ đầu á, nhưng mà không có cần phải nộp những cái hồ sơ như lần trước thôi. Thì mình đã đi lăn dấu tay và chụp hình lại rồi và bây giờ chỉ đợi chờ họ gửi cái thư về là đề nghị mình gửi ngược lại cái thẻ xanh 2 năm của mình. Thì đến bây giờ mình vẫn chưa có nhận được cái lá thư đó nữa. Mình đã đi lăn tay này kia là chắc cũng gần hơn 1 tháng rồi á. Thì nếu như mà mình có những cái thông tin mới hay là những cập nhật mới thì mình sẽ làm một cái video kỹ hơn về cái vấn đề này cho mọi người ha. Ok, cái video mình đến đây thôi. À, thực sự cái buổi phỏng vấn nó cũng không có gì là quá khó. Nếu như mà là cái case thật á là mọi người không cần sợ, tại vì cái ngày tháng nó đã nằm ở trong cái đầu mình rồi. Trước đó thì tụi mình cũng 2 đứa ngồi ở nhà tập với nhau, tại vì nhiều khi cũng hay quên á. Nếu như mà bạn có những cái câu hỏi hay là thắc mắc gì trong cái trải nghiệm mà mình đi phỏng vấn thẻ xanh này thì bạn hãy comment bên dưới ha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Cảm ơn và đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.